lấy điện thoại ra và bắt đầu nào. Trong video này mình sẽ nói đến một số cách quay phim chân dung bằng điện thoại. Điện thoại đấy nha, làm được một số cách hay ho lắm á. Hi, xin chào, mình là Compton Travel. Đoạn intro bên trên mình quay bằng chiếc điện thoại Galaxy Note 10 Plus. Sở dĩ mình giới thiệu chiếc điện thoại này vào đầu video bởi vì những cái mẹo mà mình sắp nói tới đây về những cái kỹ thuật quay điện thoại chân dung mình một phần có liên quan đến chiếc điện thoại này. Và mình bắt đầu vào cái mẹo đầu tiên. Chân dung thì phải xóa phông. Đối với những dòng camera ống kính rời, cái chuyện xóa phông nó đơn giản hơn bởi vì có những cái ống kính ví dụ khoảng 1.8 hay 1.4 bảo đảm xóa phông mịt mù luôn. Nhưng mà mình đang nói chuyện về điện thoại thì có một điều vui là những cái dòng điện thoại camera bây giờ nó đều có cái chế độ xóa phông nó cũng khá là tốt. Nói riêng về Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10 Plus là dòng điện thoại có tính năng xóa phông tự nhiên mà không cần nhiều những tính năng lịch cảnh khác. Mẹo thứ hai là thử nhiều cú máy để có nhiều lựa chọn cho chuyện hậu kỳ. Đến cái đoạn này mình cần phải sáng tạo hơn một xíu để làm cho cái chân dung của người mẫu mình nó trở nên đẹp và lung linh hơn. Nói riêng quay phim thì cái chuyện chống rung nó cũng khá là quan trọng. Riêng cái điện thoại này á, bình thường nó có đã chống rung nhẹ của những cái camera rồi. Ngoài ra nó còn có chế độ siêu chống rung nữa. Còn nếu như các bạn cứ lăn tăn về cái chuyện chống rung thì các bạn có thể sử dụng gimbal. Khi mà có gimbal rồi thì cái chuyện chống rung nó trở nên nó đơn giản, dễ dàng hơn. Mẹo thứ ba là quy tắc toàn trung cận. Quay chân dung không có nghĩa là toàn bộ cái video của mình chỉ có chân dung hết. Chân dung là chính, tất nhiên. Ngoài ra mình cần có những cái yếu tố phụ nữa. Yếu tố phụ đó chính là cảnh toàn, cảnh rộng hơn và thậm chí là cái background, những cái sự vật xảy ra xung quanh. Toàn trung cận có thể sử dụng những cái ống kính rời gắn riêng cho điện thoại. Đó, có những cái tiêu cực khác nhau. Và nếu như các bạn kiểu sử dụng những cái điện thoại như thế này á, hoàn toàn lợi thế hơn bởi vì Galaxy Note 10 Plus mình cầm trên tay nó có tới 3 camera là góc siêu rộng, góc rộng và ống tele. Đây là mẹo thứ tư, đó chính là quy tắc điểm vàng. Điều đầu tiên các bạn hãy bật mấy cái đường này lên của cái điện thoại camera đó. Và điểm vàng đó chính là điểm giao nhau giữa những cái đường thẳng. Đó, những cái điểm vàng 4 cái. Hai cặp đường thẳng song song. Nghe nó giống như toán học, mình cũng không biết. Nhưng mà như các bạn thấy đó, đó chính là những cái điểm mà về thị giác á, con mắt của mình á, sẽ tập trung vô những cái điểm như vậy. Tốt nhất là cái chân dung
nó cũng sẽ nằm trên những cái điểm vàng ấy. Tất nhiên khi qua chân dung á, cái hướng nhìn phải thoáng, nó không được chậm thì cảm giác nó sẽ thoải mái. Và nếu như các bạn có vẻ khó khăn trong việc cân chỉnh cái bố cục, cái khung hình thì mình có thể quay 4K. Và trên học kỳ 4K là cái size rất là bự đúng không? Thì mình có thể xây dịch, mình crop khung hình để cho cái bố cục nó chuẩn hơn. Mẹo tiếp theo đó chính là quay frame cao. Quay frame cao mục đích duy nhất thôi, đó chính là mình làm slow motion. Slow motion nó là một cái yếu tố theo mình nghĩ cũng khá quan trọng, nhất là mạng quay người á, nó sẽ làm cho cái nhân vật của mình nó trở nên nó kiểu hơi ảo diệu, nó có gì đó nó cinematic. Và nếu như các bạn sở hữu những cái camera mà cái frame cao á, thì cũng hoàn toàn lợi thế. Và riêng cái Galaxy Note 10 Plus mà mình sử dụng, mình quay bằng 4K, quay được 60 frame luôn. Mẹo thứ 6 và cũng là mẹo cuối cùng, đó chính là thêm hiệu ứng chuyển cảnh. Mà mình nghĩ có hai cái hiệu ứng chuyển cảnh để cho nó ngầu hơn. Cái chuyển cảnh thứ nhất là mình sẽ lợi dụng những cái mảng tối hoặc những cái mảng sáng, những cái mảng mà chung một màu sắc để nó là trung gian để mình chuyển giữa cảnh này và cảnh kia. Và cái chuyển cảnh thứ hai đó chính là mình sẽ, để mình ví dụ luôn, đầu tiên là mình sẽ quay cái chân dung và mình sẽ làm cái động tác như thế này, đó là cái khung hình nó sẽ nhòe theo. Và cái shot thứ hai là mình sẽ làm cái cú cho khung hình nhòe và đến chân dung của mình, và mình nối hai cái đoạn đó lại, nó sẽ tạo ra một cái chuyển cảnh theo mình nghĩ là cũng khá là thú vị mà lại dễ dàng làm nữa. Những cái chuyển cảnh này không phải là mình nhất thiết phải làm trên hậu kỳ trên bằng laptop hay là máy tính đâu, mà hoàn toàn có thể làm được trên điện thoại, thao tác cũng rất đơn giản thôi. Và cái Galaxy Note 10 Plus này á, nó có tích hợp sẵn cái tính năng mà edit phim trên đó, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái cách quay chuyển cảnh đó, hai cái cách hậu kỳ trên điện thoại này. Hãy chọn shot đầu tiên và bấm vào nút này, sau đó mình sẽ crop lại cho nó phù hợp. Tiếp đến là thêm cái shot thứ hai, bấm vào chỉnh sửa, mình sẽ crop lại cho nó gọn gàng hơn. Như vậy là đã xong, rất đơn giản. Thao tác của chuyển cảnh thứ hai cũng y chang. Đầu tiên mở shot thứ nhất và bấm vào đây để chỉnh sửa. Có thể mình sẽ crop lại một xíu. Sau đó thêm shot thứ hai. Review qua thử nào. Đó, hoàn toàn dễ dàng đúng không? Mình sử dụng cái S Pen này để edit, nó cho cảm giác khá là thoải mái và mượt mà. Cái S Pen này nó còn có một số cái tính năng khác mà mình sẽ trình bày ngay sau đây. Cái S Pen này nó có cái nút này này, khi mình bấm và gạt lên gạt xuống, nó sẽ đổi camera trước hoặc sau. Mình sẽ thử cho các bạn biết nhé. Lên, xuống, đó, camera trước sau. Còn nếu mà gạt qua trái, qua phải thì nó chuyển qua chế độ. Và nếu mà giữ và xoay tròn thì nó sẽ chuyển qua những cái camera khác nhau. Và đó chính là 6 mẹo quay chân dung bằng điện thoại mà mình biết và muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nó sẽ hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye.